Chào mừng các bạn đã đến với kênh The Anh LDA. Video chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với dự án Dsync đến từ nền tảng BSCStation. Đây là một dự án IDO sẽ bán trên BSCStation vào ngày 5 tháng 3 tới đây. Một dự án đi theo chain IL. Và dự án này cũng đã nhận được 200.000 đô có vốn từ Google Cloud để có thể là chạy dự án. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về dự án này trước khi chúng ta tham gia vào chương trình IDO trên BSCStation em nhé. Đây chính là cái dự án Dsync, và dự án này thì là một cái dự án đi theo chain IL. Chúng ta chỉ cần biết là chain IL thôi. Roadmap các thứ thì dự án cũng đã vạch ra, và đây là token Lomix, anh em có thể theo dõi một cái map về token Lomix. Đội ngũ team thì đến từ nước ngoài và có vẻ anh em nhìn rõ đây là đội ngũ team đến từ Ấn Độ. Dự án này thì có rất là nhiều các đối tác bán IDO, sẽ có các nguồn IDO như là ở trên GameFi, Sports, Infinity Path, rồi Communitas, vân vân. Có thể nói là hầu hết các đối tác của dự án đều là những cái trang bán IDO, và dự án bán IDO trên rất nhiều nguồn khác nhau. Đội ngũ cố vấn, đây chính là đội ngũ cố vấn, và chúng ta dễ dàng nhận thấy đội ngũ cố vấn có một cái tên là Minin, có thể là người Trung Quốc hoặc người Việt Nam. Bên cạnh đó thì có, nói chung anh em nhìn thấy thì phần lớn đội ngũ cố vấn cũng là người Ấn Độ. Với dự án này thì chúng ta có những thông tin về tổng cung. Ở đây thì mình đã gom được cái thông tin về tổng cung cho anh em. Ở đây mình sẽ cho anh em xem một cái ảnh. Ở đây mình có một cái ảnh về cái thông tin về tổng cung các thứ cho anh em. Tên token thì là Dsync và symbol cũng là Dsync. Tổng cung là 449 triệu token. Đấy, đây là một con số khá lớn. Tuần hoàn ban đầu sẽ là 9 triệu và cap của IDO của giá là 127.500 đô. Giá IDO là 0,025. Sau khi chúng ta nhân cap lên thì dự án cũng đã có một cái mức cap khá là cao. 449 nhân với 0,025. Sau khi nhân cap lên thì cap của dự án sẽ là 11 triệu đô sau bán IDO. Dự án này thì TGE 25%, vì thế nên là chúng ta cần phải có đạt đến mức cap nó 40.000 đô thì mới 40 triệu đô thì mới có lãi, tức là dự án phải list sàn ở cái mức giá là 0,1 đô thì chúng ta mới có lãi. Danh sách partner và backer của dự án chúng ta có ở đây thì hôm nay chúng ta đã xem rồi. Đấy, IDO thì dự án nhận bán ở trên 3 nền tảng ở đây. Thật kỳ lạ khi một số các cái trang khác thì lại không bán IDO. Sẽ có BSCStation, Sports và Communitas. Đấy. Rồi, ở đây thì chúng ta cũng đã nhìn rất là rõ về cái dự án này. Nói chung là chain IL thì bây giờ vẫn còn khá là hot, nên là dự án này chúng ta có thể là có một chút niềm tin tưởng về dự án này. Nếu các bạn có khả năng, hoặc là các bạn nếu trúng các cái vé IDO hay là có thể tham gia IDO thì đây cũng là một cái lựa chọn khá hợp lý đấy anh em. Về việc tham gia IDO thì bên BSCStation chúng ta có nhiều cách để chúng ta tham gia. Chúng ta có thể là tham gia stake trong IDO pool để các bạn có đủ điều kiện tham gia vòng phân bổ đảm bảo. Chúng ta cũng có thể tham gia IDO với các hình thức như là dành các vé wallet, ví dụ như cộng đồng chúng ta thì sẽ có 30 suất wallet dành cho anh em. Cũng là vé phân bổ đảm bảo thôi, là mỗi suất là 50 đô. Bên cạnh đó thì các bạn có thể tham gia các cái vòng cộng đồng ở bên BSCStation. Phổ biến cho anh em thì cái quy định thông thường ấy thì chúng ta sẽ tham gia non-pass khi các bạn stake ở trong IDO pool. Khi các bạn stake thì các bạn sẽ có thời gian stake từ 45 ngày đến 180 ngày. Anh em stake tối thiểu từ chúng ta thử stake tối thiểu từ 15.000 BSCS thì các bạn sẽ có suất mua. Và anh em stake càng nhiều thì cái lượng mua anh em càng lớn và những cái đảm bảo của anh em sẽ càng tốt hơn. Đó. Ở đây thì nó sẽ chia theo các box là 15.000, 30.000, 50.000, 150.000, 300.000 và 500.000. Ok. Đấy là những cái phần thông tin mà các bạn có thể tham khảo. Thì khi chúng ta stake thì các bạn sẽ được mua IDO. Còn việc mua IDO thì anh em vào về trang chủ kéo xuống phía dưới ở đây thì nó sẽ hiện lên các cái phiên bán sắp tới. Ví dụ như dự án Setter thì sẽ bán vào vài hôm nữa. Còn bên Dsync thì sẽ bán, đây chúng ta vào đây token sale thì nó sẽ xuất hiện cái phiên bán chúng ta Đó, và giá hiện tại thì bên BSCStation đã chuyển sang toàn bộ từ BHD sang hình thức là gọi vốn bằng USDT. Vì anh em biết là gần đây thì BUSD có một chút cái sự cố và bây giờ thì hầu hết là các cái nền tảng đều chuyển sang bán USDT hết. Đấy thì anh em có thể chúng ta theo dõi. Còn đối với cộng đồng chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái form ở trong đây thì mình cũng ghi tương đối đầy đủ rồi. Và anh em sẽ làm nhiệm vụ trong cái form này và sau đó thì mình sẽ chọn là những bạn may mắn sẽ tham gia chương trình IDO của Dsync mà không cần phải stake gì cả, các suất đều là phân bổ đảm bảo các bạn đến ngày chúng ta mua thôi. Thì thời gian thì sẽ kết thúc vào nó trong bánh thôi, ngày mai kết thúc luôn bởi vì mình sẽ có một cái chuyến đi vào trong Thái Lan, vì thế nên là mình không có thể là kéo dài thời gian được nên mình sẽ kết thúc rất là chóng vánh. Chúng ta có 2 ngày chúng ta làm cái hôm nay và ngày mai chúng ta làm cái event này, mà nếu anh em trúng kèo này thì anh em mình nghĩ là chúng ta nên mua. Thực ra thì bây giờ chính sách của BSCStation cũng đảm bảo rất tốt về cái chính sách hoàn tiền, anh em để theo dõi ở trong cái thông tin ở đây. Nó sẽ hoàn tiền theo từng lần vesting thì anh em có cơ hội hơn và sẽ có thể chờ đón những cái sự tăng trưởng của dự án trong những giai đoạn tiếp theo. Đó. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về chương trình IDO trên nền tảng BSCStation với dự án Dsync, một dự án trong chain IL. Hy vọng là đối với cái dự án này thì nhiều anh em trên kênh chúng ta sẽ có thể tham gia với nhiều cách khác nhau để có thể tham gia một chương trình khá là tiềm năng, một chương trình IDO khá tiềm năng trên BSCStation trong gian gần đây. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.